mà đi tới Thác Giang Điền mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới Thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em. Bây em cũng biết... làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chị nhận ra bạn này không? Gương mặt quen lắm á nghe. À, một diễn viên, một biên đạo múa. À, rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận đó, cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang. À, còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? À, dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ, tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Em trẻ luôn mà. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Là trời ơi. Sao trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ mặn. Mà gọi là bún mà sữa đúng không? Nghe câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Wow. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó. Người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình á, thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một chào vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Ừ đó. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Nhiều. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được cùng một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp, ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới Thác Giang Điền mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới Thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em. Em cũng làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về, ông lại lợi ngồi tiếp nữa. Mà vẫn nói. Nói từ Thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, sao này nó năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á, làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Mê chứ. Mê mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên mà mình bắt chuyện để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Ừ, em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về, bạn này có điện thoại cho em liền? Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin nhắn lại. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình cái kia để mà chuyển qua mối tình này. Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy à, cái con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè, lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin. Mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Mà cứ không phải. Cứ nhắn tới là em hỏi, nhắn tới đúng là em không? Hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái thì nói là anh nè. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ kể như em đang mê trai. Ủa sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải bắt đầu phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình?
Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Ừ. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á. Ừ. Cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Ừ. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Nhưng tại mà vì tự biết, dưng kèo dưới ngang ngược tại, vậy. Tại vì biết sao hôm lúc đó là đang là em gái của em. Ừ, em gái nuôi á. Đây là đến lúc đó là, đi ra đường giới thiệu cho bạn bè. Ê, em gái tao, em gái tao. Ừ. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa tựa với nhau. À. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thực sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn, bữa đó bận một cái đầm màu trắng rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời là anh là bạn trai, cho anh quen nha, cái kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không? Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á, là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. 5.000. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán đò, nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái rồi vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghiền tới nỗi mà giếng từng đồng xu chỉ để đúng để uống nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối, không uống nước ngọt. Ừ. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho trẻ. Trẻ, khỏe, đúng không? À, tôi là tôi thấy em uống nước ngọt không á nha. Bữa nào? Thì cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè. Thực sự mà nói luôn. Thôi, hai chị em mình phải uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối gì yeah. Bộ à. Sau đó tình yêu của các em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em. Nói chung là không chịu em luôn á. Lý do? Tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á, là muốn cho Dung đi nước ngoài. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều. Hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền. Cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, tao thấy mày khổ quá. Thôi bây giờ mày muốn lấy ai, mày quen ai, thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi. Nhưng mà sướng thì mày chịu, mà khổ mày cũng chịu. Sau này á, mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Ừ. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết. Cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bạn chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Ừ. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Ừ. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm. Là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này, là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang, là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á, là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc, và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á, thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là
kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy á, thì cái điều đầu tiên cái người hạnh phúc sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang, để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dục Dân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như giống như là nổ lửa ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái là cũng coi gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Sau chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai, đồng vợ đồng chồng tắt biển đông mới cạn. Và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay. Như là hai vợ chồng mà cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được một chút rồi đó. Là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Đó chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đây, đã thứ nhất nè, để nó kể cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kẹt cái kiểu giống như là vô tâm, mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè tật đổ thừa đó. Đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn. Mà không thấy ba đâu hết. Bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ, phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt, đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong ok mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe à, em nói hẳn với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình. Tự nhiên ngồi cái sực nhớ giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại. Đâu phải lặng đâu, hết 3 đến 5 giây. Anh số điện thoại em nhiêu vậy? em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới nói đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả, nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho cái nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười. Xong lát hồi ra khét. Bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhân cơ hội này, em có điều gì muốn nói với Dung hay không? Hai đứa tự nói nhau. Đứng đi. Nói đi, tôi bây giờ không thấy gì đâu. Tôi không đứng thấy gì hết. Thật sự đâu mà nói thì 10 năm, 13 năm hai vợ chồng quen nhau, tới ngày hôm nay thật sự ra mà nói là cảm ơn em rất là nhiều, để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang, để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều, và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Không cái cảm ơn hai đứa nha. Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là
cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ, tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn. Từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền. Gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe, chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được, đúng không em? Đó. Nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả. Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, mời em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả, nhưng mà mỹ phẩm là về cái tất cả mọi thứ luôn. Dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là... Dạ, công việc em thì làm thuê cho ảnh ạ. Thuê dẫn mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước chị là giáo viên hả Cưng? Dạ vâng. Chắc có lẽ lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm. Anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi, mà bây giờ là 70kg rồi. Dạ. Rồi, em nuôi khéo. Vừa gầy này vừa đen này. Thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm. Nhưng mà đại lý sản của em mỹ... mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó hết mấy cũng làm rất là tốt. Rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nếu như dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần hai năm. Dạ. Thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao nhiêu dạ, lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. Trong vòng là một năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác, nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó. Thì em phải nhờ anh này. Dạ lúc đó em cũng hơi dạn một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó. Mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn, tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào, em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán, nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút, tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng, dạ, không, em hết hồn không? Không thấy, em lúc đó là em đi chợ về. Xong rồi thấy, ủa chứ cô nào ngồi đây? Xong rồi em hỏi ai đây, tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê. Rủ là ai rủ? Cô rủ phải không? Em nhắn tin em rủ, nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ chọn. Mâu thuẫn quá vậy. Em không có cái cảm xúc gì với người ta. Không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, người ta phải rủ em.
mắc mới vậy em mới rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ để mà cổ trả tiền, thấy cũng đỡ ý. Bao mình đằng nào thì cô này cũng cũng gọi là đền ơn mình mà, mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á, chiều nào cũng lên cũng mặt dày lên nhà ăn cơm, cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều đó là em mới dậy xong, chiều đó em mới đúng xong. Giờ đó không, không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm chiều đó là cuối cùng mình cũng phải mời em ăn cơm. Em tan cái hết giờ làm của em là 5:30 thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không đâu, phải là đâu, lên để mà không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm, chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Ăn cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ, hai người lớn ở nhà, là em xin phép cho em làm quen mà không có hỏi qua ý kiến của em, không biết gì luôn. Chủ động tự ý luôn. Mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào? Là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi, nó có những cái cử chỉ gì ấu không? Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á, chứ gặp người khác là xong hàng rồi đó. Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu, nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy thôi cưới đi, chứ ngày nào nó cũng lên hết. Ăn cơm mà ké hoài luôn, mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên. Là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn, thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc, với lại lúc đó là phát mẹ em, là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực, tại vì nhà em là chỉ có ba chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền, thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa, vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online, mà cách đây 6 năm á, thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị, thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2,2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút gian á, có gian có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á, thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi. Nên là không thể nào mình làm cả hai nữa, mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi? Dạ, em chuỗi làm hàng trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Dạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm rồi. 4 năm, thôi chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó. Dạ. Đúng không? Hai thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em tháng 4 năm tới đó là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết rồi phải không? Dạ vâng. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy, là chiều nào cũng lên, mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ cũng thế, nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có
những cái hành động gì nó có dạ, có vỏ biển của nó. Có đập bàn, đập ghế, dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả, tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cho bằng được thì cãi tay đôi, cãi tay đôi luôn. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên. Dạ. Chắc em áp lực đúng không? Đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không, thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có. Ai ngờ bị hả? Thì ai ngờ. Bị báo lén đúng không? Rồi còn thật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, nhưng mà thực sự là em không phát hiện được. Vẫn cứ đi làm. Nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Mà quỳ dưới đất hay là quỳ trên niệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Thế giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con nó gõ cửa, mắc cỡ. Con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi bây giờ bên tới em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo. Nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái mà đó mà em ăn không nổi, cái đó ăn không có được. Lười ăn hả em? Không dạ được. Em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy. Gặp cái chuyện gì ở trong công việc á, hay là nói không được á, là về người đầu tiên và người duy nhất chút lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tên tòa, tụi tòa đó hết là giải quyết rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn là nặng không? Lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Kiểu nhưng như mà là giải tỏa đến bây giờ thì tụi em công việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ vâng. Đó rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào là để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà vâng, ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hình Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Quê nữa. Quê nữa. Tướng bả mặc đồ sang chảnh mà mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bỏ mình sớm. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Chị nên bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón và gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên.
Xin chào hai bạn. Trời ơi, nhìn hai đứa là thấy muốn tết rồi đó, thấy thêm là... chị nữa. Nói trời ơi. Em tên gì nè? Dạ em tên là Phạm Thành Sang. Năm nay em 36 tuổi. Nghề nghiệp em là bên săn lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề săn lấp mặt bằng. Dạ, còn đây là vợ em. Em xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Xin kính chào chị Hồng Dân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về với chồng em là ở Đức Huệ Long An, đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành xây dựng. Bất động sản. Chồng em thì săn lấp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là sang xong rồi chia nền, chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Dạ. Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu nè. Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên ba chặn lắm, điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cục rồi. Em cũng khó chịu lắm bà này, chặn mới thôi chắc chia tay sớm á, chưa biết gì đâu, điện kiểu không tôn trọng anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi. Dạ. Hả? Vậy là mới cưới. Dạ. Trời ơi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy chị. Gọi điện không máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Mà đẹp quá mà. Thích. Cái em mới để thời gian sau khoảng tuần lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà móc máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba cũng giờ sáng rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70 mấy cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hình Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào đó, hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn. Gọi lần một rồi lần hai là em đi tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi, tại vì chia sẻ gì cái gì tâm tư của ảnh, thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. Em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó là sao? Em ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp. Thì lúc đó là anh Sang mới gọi tiếp chuyện điện thoại. Thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Là em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn rồi. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Dạ em nói đòi tính tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi gặp kiểu này là thôi rồi chắc. Nhưng mà sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về chuẩn bị xong điện bà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì xuống tới chỗ rước về. Bao nhiêu lần thứ ba em mới gặp được vợ em? Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là anh lấy xe con anh đón em. Em cũng chào anh rồi kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt mà thẳng vào mặt em. Đẹp không dám nhìn. Em nó không làm như bộ gái vậy. Kiểu đi chặt chảnh với mình lên thì sao ấy nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không? Cái nó không. Không có gì. Không có giận chứ xong mới chơi. Đi lên chiếc xe, trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả, xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh đó, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt, chút xíu cái nó tắt. Không phải anh, mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ quá đó, mình bật máy lạnh luôn á anh, bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi, lúc bê chạy vô ngã tư luôn, lúc đó anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ. Đâu ào em sợ quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh mà mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bỏ mình sớm. Nó trời em giái luôn, nó tự giái ông bà, giái ở bên nó đổ máy cái em đề cháy cái máy đề luôn. Em đề phản là 35 cái nó mới nổ máy. Nổ con cái chạy về tới nhà luôn, hên quá quá. Từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy ảnh cũng tót cái mồ hôi, ảnh cũng nhiệt tình đi đón em, rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa, nó hoành hành ảnh á. Em thấy giống như là ảnh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó, là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Khi mà đi trên đường về á thì ảnh chở em về nhà gặp mẹ ảnh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ anh năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi. Cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh. Thì chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu ảnh về dành cho em ấy là đồ của em mặc mấy ngày á, ảnh gom ra hết tất bật, làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lận. Ảnh lo những cái từ ly từ tí là ảnh về anh tự anh giặt tay. Đó em về em thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em, nên là em ấn tượng đó là kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh nói thiệt nghe Sang, cái đó là em làm thật lòng hay là em làm màu? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó. Vợ em chăm sóc từ A tới Z. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. Về cái móng tay của em
dễ luôn. Hôm nay làm chuẩn bị cho vợ một bộ tay để là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn, anh học lớn cái đầu anh về anh bắt trước cái anh đi mua nước sơn, mua cỏ về rẻ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày, gần tuần, gần cuối tuần á anh. Về cái em rủ trước, em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ em mừng anh luôn. Cái không gian, những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là như là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi, rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà sang đúng không? Dạ thì đi chuyện gì đến nó sẽ đến. đến. Vô Thảo có tắm cho sang không? Có. Dạ không có, mới gì vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt lâu quá rồi mình thấy cái gầy thấy hơi ngại ngại. Hôm đó cảnh... em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Lần đầu tiên khó tả lắm. Tắm trong nó lăn mình tại nhà mình nữa. Dạ lăn lăn mình luôn, kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm mình. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%. Kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy đó. Đừng cái nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mập chỗ ấy á, chỗ kính á. Giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy một giờ em mấy một giống y chang hết luôn. Trời đất ơi nghe vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người tay em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi nào. Dạ. Sau dạ. Đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bóng ai thập thoáng dưới trăng có vài anh dạy phóng quân về thăm xóm nhỏ. Để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bom bo sống giữa căm hờn. Ai mà hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô. Vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. Anh thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ. Mà trời ơi bữa nay em nghe trời ơi, anh nghe là cái làn hơi này. Ồ hay quá, mời hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Mà hai giải rồi hả? Cái gì hay là chồng xung ca vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em hay là khang tiếng, em cũng bên cường cổ hơi dài. Lên một câu thôi, người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Bây giờ hôm nay em bị bệnh. Không sao cả, rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi, cho cho nó coi. Yo. Thôi thôi Thảo ơi, đừng gọi tên Sang nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa thêm. Vì lát nữa đây dù hai ta mà được một phút đời dịu duyên thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đường để làm gì rồi tính cũng biết ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm khí thế quá, trời quá. Ơi cái cặp vợ chồng này phải tham gia ơi. Chương trình Chuông Vàng Vòng Cổ đi. Dạ hôm nay em hát đủ luôn, nhờ anh với chị. Trời ơi, hay quá. Nó nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là cái gì cũng hợp á đúng không? Từ cái giọng hát rồi cho tới cái lối sống, cho tới cái sở thích. Mà em có thật sống vậy nè. Vậy em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà Ly hát ai cũng đồ song ca đó. Bạn sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Ghen đúng không? Ổng ghen gì lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen. Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó em rồi. Ghen về nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ ra đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời ơi cái em nói không được nha, em nhắc anh nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha anh, không được. Không phải nói nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thầm xỉ mà thầm xỉ. Trời tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À dạ khoảng 2 tuần rồi. Hai không cần cả tháng em. Tháng sau. Dạ một tháng rồi. Dắt đi dưới đâm mát coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi dưới coi có chịu rễ không? Trời hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi. Ngày đầu tiên em dắt về á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh á hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền. Ai cũng khen điếu đổ, nó hỗ trợ mày lấy chồng đi. Chị Hồng Giang với Quốc Thượng biết sao, bị hồi xưa giờ gặp toàn là
Lý Thông không? Chứ không. Không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh. Xanh đúng không? À, trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là dạ. Được mấy tháng rồi cưng? Nay dạ. Cưới nghe được mấy tháng dạ. Rồi? Có hơn. Ngày 11 tháng 6 mình làm giấy kết hôn. Mình dạ. Đúng có ngày 21 tháng 7. Đến thời điểm quen nhau thì gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng. 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài dạ. Dài hơn quá. Trường kỳ. Dài. Đó, rồi, từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à. Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao một giờ mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe. Bỏ lên xe bởi mấy lần để trên xe xuống thì có đi trên xe thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em nên là ghét rồi em về từ lúc nói em về với anh là 58 kg mà giờ là 68 kg rồi những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa dạ. Dạ. Nên nó dính người gì xàm vậy này đúng không? Sợ ông mất cái gì chổng sao không đi chung phải nữa. Không phải anh có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh đó nó hơi xa tí xíu cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung? Dạ, giận thì giận, giận. Ví dụ như lâu lâu hai đứa cãi nhau rồi nha. Mà không cho em là, không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Bây giờ mình... sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ, dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân nữa. Em khen trời chị hôm nay chị đẹp quá. Ông nói đó, chút mặt xì xuống là em biết khó chịu à. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Yeah. Ghen quá. Ghen. Ừ. Lắm lúc về, khi em lớn tiếng anh. Em mà nạt á, em nạt lên cái là bà khóc. bà khóc suốt cái lắm mà trốn mất tiêu. Không đi đâu đi vòng vòng nhà anh trốn nhà anh đi kiếm đâu được đâu mà trời mưa nó ác lắm anh đi lội tay chân mình mẩy em sình bùng không đi kiếm coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy cái tội quá tự mò vô tại em thấy kiếm tại em trốn trong cái nhà kho á nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á nó cũng nhàm chán em nói không lâu lâu cãi nhau một bữa rồi xong trốn đi cho trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi thiệt chốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia anh xuống anh lội đâu sao phải lọt đìa đó lọt đìa. Còn gì nữa không mà mỗi khi giải quà như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên hẳn lên hiểu không có sao chứ chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên mỗi lần giận là vô là giảng quà là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết mệt mà nay đi ngủ mà ngủ thì có ôm ấp được không phải ôm chứ dạ. Nằm trên tay em suốt à tật xấu liền. Của bà là bà ghiền bà hứa nách đó là quẹt cái hửi cũng hỏi làm gì ông ghiền em tha mà em tha như nước hoa đó anh nước lăn á bà không chịu bà chửi bà đem dục đó em thích thiên nhiên tự nhiên thích thiên nhiên nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy đó cái gì đặc biệt này kia tao giống như mùi gạo mới này kia vậy đó rồi chắc là hết rồi bây giờ tới em nó không tật xấu của hay em quên đó là anh. Hậu đậu hay quên mà hậu đậu nữa nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi với lại không có ngăn nắp này kia chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ ví dụ như em làm tới đâu em bày đâu thì chồng em dọn tới đó vậy đó vậy là thêm cái bừa bộn nữa đó là thêm cái bề bộn không thấy mà vợ khui hết vợ tự khui tự nhận luôn á trời rồi sẵn anh nói ông rồi giờ nè tật xấu ổng có không có lớn tiếng giữa trời lắm nóng là nóng thôi nóng như Trương Phi luôn á giống như là ca hát ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi mà ca hát mà biết em thấy em mà ca hát với ai là không được đó là về là đùng 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 lên rồi không có cho mà hát chung với ai hết trơn á là mà, cũng là ghen đúng không dạ là cũng là ghen rồi xấu là nạt đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày về cái đầu cái em nói không thôi nha được rồi nha cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh ấy. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi đó giờ hết luôn chưa giờ hết luôn rồi anh là không có nữa bây giờ thì Thảo nè dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nhẹ nhàng hơn bớt nóng lại thôi chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã là hoàn hảo rồi như là hiểu em rồi sang chăm sóc bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu kỹ lưỡng lại chút chứ đừng đi trốn em thôi và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí em đang mong chờ yên tâm anh sẽ hỗ trợ nhưng mà chị nói nghe nè em có nhậu không dạ có mà bỏ. Ít lắm ít lắm chị bỏ luôn đi cưng phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh à, hiểu dạ, không chứ là dạ. Không có phải là ngày nào cũng tắm không không được dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe nó mạnh mà là mình phải tính dạ. Có kế hoạch
và chúc cho Sang với Thảo nha luôn luôn hạnh phúc, chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Có thời gian cho em nha. Khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê rồi uống một hơi cái bắt đầu em mới sinh, em cho anh hôn cái dạ cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn. 12-13 tuổi mà 60kg, 60 mấy kg á, em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tuy nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có một tiếng có khoảng cách luôn. Em gọi điện thoại cho ảnh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em nói đi đất. Anh nghe nè em. Anh Hiếu nè em. Ừ em nói đi anh nghe. Rồi đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên Hiếu, dạ em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ, em hiện đang làm tài xế. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý vị khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi. Em hiện là nội trợ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Hai em quen nhau như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó ở, anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ. Cách là phải nói là em không có biết diễn tả sao là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ mà nghĩa là nhuộm nó, nhuộm vàng dạ, vàng á. Mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét. Trời ơi, như vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không mà thường mấy đứa con trai mà 12-13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là chuẩn bị trổ giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, dạ. Quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm á. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12-13 tuổi mà 60kg, 60 mấy kg á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét của nào trời cho của dạ đó. Đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ kèm đúng rồi, học. Là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm, càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không à? Dạ đúng rồi. Với lại đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp, cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia sao, cái em về em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng bao giờ ổng xấu thiệt nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ông biết yêu, coi như 14 tuổi là ông yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò, con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay, chia chân đồ không? Dạ, dần dần chắc luôn. Chắc nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Dạ, thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm, từ lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới, sinh nhật rồi á. Rồi em đi xiếc, em không có nhà, em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em nhiều buồn bã lắm không? Giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó ngày 8 tháng 3 em mới nói với ảnh là anh ơi bữa nay anh có tiền anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi.
để em có đi học á, em có khoe với bạn, bên em cũng là lệ phụ nữ. Ông nói với em vậy nè, em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cộng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cộng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không, em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cộng dây chuyền đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó không vậy đó. Hồi đó nó bao nhiêu tuổi? 18-19 rồi đúng không? 18-19 rồi. Ờ. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài em ở, em không ở nhà nữa. Bà thì nhà bà đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á, rồi em xin lại số điện thoại. Rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bà đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á. Đâu được mấy tháng gì đó em không biết mà. Bà đi chơi với em xong bữa, xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa. À là do anh này. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tự nhiên vì cái câu nói của anh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, à, em ổn cảm luôn. Giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Rồi anh có cặp với bạn dạ không ạ, à, bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bản thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ á, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc tôi mới quay lại, anh này anh còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng. Thì em lao từ trên cầu, em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gập như vậy luôn nè. Thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn. Thì gọi mãi anh không bắt máy. Rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Rồi một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu, rồi chửi cái xe nó chú cho con gửi xe ở đây. Rồi em đi sớm về nhà, em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong. Thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây, thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy. Em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó không nghe máy. Ông mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có vậy thôi cũng gọi. Rồi ông cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn. Dạ tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên. Vậy? À, đúng rồi. Vô tâm mà vô tình nữa. Đó. Con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. 19-20 rồi. 19-20 đó. 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người đứng ra thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này. Nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi. Nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối. Nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm. Xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Dạ tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Ờ sao? Lần đầu tiên của hai đứa. Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Thì hai đứa chụp giật xong chưa em? Xong chưa? Rồi về. Nó tục ngủng. Nhưng mà ai chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê mà đi uống cà phê lùm á. Cái đi về nắng mới mệt. Anh em ơi giờ anh mệt quá. Mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Mà vô anh ngủ thiệt. Em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Rồi bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy tháng. Đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến. Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh nói chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà em để đó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh bà để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là tới... từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy 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 mà em không được làm như vậy vậy vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh.
nhiều cái quên thiệt luôn. Ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ rửa chén, dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong là quên luôn, quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích, là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi, anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kia qua anh nhờ, chị kia qua anh nhờ, hay là để nó qua đi anh nhờ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày, là ổng cứ mặc xong ổng tắm, ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi chiếc quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ, nghe vậy đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Ở ngoài em suy nghĩ đơn giản thôi, mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn xong mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn, ừ alo em nói đi đất. anh nghe nè em, anh Hiếu nè em, em nói đi anh nghe. Rồi đó. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó, là em có chấp nhận được không, hay là em muốn ảnh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn ảnh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau, tụi em vừa làm bạn với nhau, là tụi em có thể ngồi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề, anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc, em mà khóc một ngày thôi. Đó, vậy thôi đó. Bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn em thấy em đó, tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, là vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch, để vô cái kịch, để vô kịch dính đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không, em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa khóa trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có, mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bả điện em, bả hỏi anh có về không? Nói anh có về. Thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào và xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi ngồi rồi. Mà trời mưa lâm dâm nữa, chán vậy hỏi tính bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa. Con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tập nghe lời người ta xúi nữa. Nghe lời ta xúi bả? Dạ đúng rồi. Bả về bả xúi lại em? Không có, không có xúi. Làm luôn em làm nhưng em không có xúi. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả, tôi dép áo quớt một cái chát. Trời ơi, em tưởng má em giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô. Là giận lên đó phải không? Dạ không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó là dạ, hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Tức là 100 bộ là mỗi bộ còn chén đó, phải dạ, không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bả hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ, đang chở đi ngoài đường, đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là gì nè, tụi em quen nhau từ hồi nhỏ. Cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Dạ. Đôi khi á là mình phải tự làm mới lại mình xíu, rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Ở quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì dạ, cho nên nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Nghe. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Nghe. Dạ. Rồi.